Đây là cách mà Beline có thể hỗ trợ những cái shop mới, những cái thương hiệu mới từ con số 0 có thể đạt được doanh thu tầm khoảng 2,7 tỷ một tháng ở trên TikTok Shop, cực kỳ đơn giản luôn. Bí mật ở đây á, là do may mắn nha mọi người. Ví dụ như kênh đồ vệ sinh Beline nè, Beline hỗ trợ tầm khoảng hơn 3 tháng thôi nhưng mà đạt được doanh thu tầm khoảng 2,7 tỷ một tháng rồi. Và cũng do may mắn luôn, có rất là nhiều shop Beline hỗ trợ đạt được doanh thu tầm khoảng, đây là một cái shop 1 tỷ 8 này, đây là một cái shop 1 tỷ 5 này. May mắn luôn á, là có những shop mới mở luôn đã đạt được doanh thu khoảng hơn 500 triệu rồi, tăng trưởng là 14.000%. Còn cái shop này mới mở nè, mới shop box thôi á, đạt doanh thu được gần 1 tỷ và tăng trưởng tầm khoảng hơn 1.000%. Và may mắn có rất là nhiều shop khác mà mình đang khe và đang code trực tiếp nha, shop nào cũng tăng trưởng mạnh trong tháng 7 vừa rồi. May mắn hơn là hiện tại công ty bên đang Hada Plus hiện tại đang là đối tác trực tiếp bên TikTok Shop luôn, cho nên có thể support hỗ trợ cho người những vấn đề chuyên sâu về nền tảng. Cho nên mọi người thấy á, làm cái việc gì cũng cần có sự may mắn hết, không có sự may mắn mọi người không có thể làm được bất cứ việc gì đâu. Và đang có một nhóm Zalo là TikTok Shop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop, và đang rất là hay làm livestream và những cái Zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào á thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video này luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.